Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không. Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn. Tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sựng quá trời. Mà không hề có một cái động thái, không hề có một cái sự thỏa hiệp nào trước đó. Dạ đúng rồi, không nói gì hết trơn á. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Huy Trần. Dạ năm nay em 37 tuổi. Dạ em làm nghề tattoo, thợ xăm. Tattoo. Với lại làm bên quay phim nữa. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Vi Nguyễn, năm nay em 35 tuổi. Dạ em là make up ạ. Bây giờ Huy Trần kể cho anh với chị Vân nghe coi. Lần đầu tiên em gặp Vi Nguyễn là ở đâu? Dạ. Và ấn tượng gì về cô gái này? Và cũng như Vi Nguyễn, em có ấn tượng gì về chàng trai râu như thế này? Nhìn rất là dữ ha. Dạ. Dạ em xin phép em nói trước. Rồi Vi. Dạ. Có duyên là em làm make up thì em đi quay cho bạn Trịnh Tuấn Vĩ, là bạn của bạn này. Mình làm make up là mình sẵn mọi người tới trước, rồi mình gặp mọi ekip là mình phải chào hết tất cả mọi người. Ai cũng gật đầu chào, riêng bạn này mặt bơ, không chào. Mặt ống căng mà. Mặt chầm chầm luôn, không nói tiếng nào hết. Ghim chị, em ghim liền, em ghét cái thái độ liền. Lúc đó là anh ấy râu ria có sọp xoàng dạ không, không? Hồi lúc đó cũng để râu quay nón nhưng mà không có để râu nhiều như vậy. Đó là cái chiêu cô gái của em. Dạ. Em để đối tượng nào là em sẽ lạnh. Em sẽ không có gọi là áp sát hay là tấn công liên tục. Lạnh tanh luôn vậy đó. Dạ. Thực sự là như vậy nè, em đã ấn tượng với cô này rồi, dạ, đúng không? Cho nên là bắt đầu khi mà thấy đối tượng giống như săn mồi, báo đi săn mồi á. Thấy đối tượng rồi là bắt đầu xài chiêu liền đúng không? Lạnh bơ lùng. Em liền, bơ em liền. Rồi bây giờ nè, bên này lạnh lùng không chịu nói chuyện với người ta. Còn bên này nhìn lạnh lùng quá thấy ghét, không thèm quan tâm. Vậy sao mà có thể là nói chuyện với nhau? Mục đích của em là muốn cho bạn này ghét em mà. Sao nữa? Rồi cái chiêu tiếp theo của em là gì? Là em sẽ nhờ bạn em kiếm được thông tin bạn này, em sẽ nhắn tin tấn công từ từ. Tại vì lúc mà ghét em rồi đó là em biết em thành công rồi. Ghét là có nghĩa là đã ấn tượng rồi. Dạ. Thành ra là khi mà em nhắn tin là biết à, ông nội nhiều râu đó chứ không ai cười. Nói là ngày hôm nay đi quay về em có mệt không? Có dịp thì cùng anh em ekip đi ăn uống và chia sẻ công việc tiếp theo. Dạ. Quay là tới 12 giờ đêm, 1 giờ rồi mới đi ăn thì ngồi xếp sao xếp bạn này ngồi bên cạnh em. Bạn bị hỏi một câu trước, em có bồ chưa? Em chưa có bồ thì quen ai cũng vậy, quen bạn anh chó đỡ tội. Trước khi mà em gặp Vi Nguyễn thì em quen bao nhiêu cô? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Cái này chắc để vợ em trả lời. Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không. Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn. Tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sựng quá trời. Mà không hề có một cái động thái, không hề có một cái sự thỏa hiệp nào trước đó. Dạ đúng rồi, không nói gì hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà em quen với bạn này á, dạ, em đã có bạn gái chưa? Cỡ ba người. Quen ba người. Dạ. Một lúc là ba người. Dạ. Rồi em chia lịch làm sao? Đó, em lâu quá em quên luôn. Có lần nào bị đụng lịch chưa? Dạ không. Vậy là em quá siêu rồi. Bao giờ gọi lộn tên không? Dạ không, nói chung là em kêu bà xã hết. Gặp ai em cũng kêu bà xã hết. Hay quá, kinh nghiệm, trời ơi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dẹt hết ba cô kia ra? Thì cũng từ bữa đó luôn á anh. Thì em chung là em đang ngồi với cô gái đó uống cà phê. Vợ em mới gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu. Thì em nói là em đang ở ngồi quán đó. Nhưng mà em xác định rồi, Vi là chính. Là nghĩa là em tư tưởng trong đầu bà em là chính đó, còn mấy kia bà Thứ thôi. Dạ. Ừ, Thứ Phi. Thì Vi vừa mới xuất hiện là em cũng nói luôn là đây bạn gái em. Em chỉ bạn kia này là em gái. Rồi mấy bạn kia phản ứng sao? Trời ơi chị, ngồi một cách rất là bình thường. Còn lúc đó em còn nhớ là bạn đó còn gọi là chăm sóc chỉnh chu cho bạn này nữa. Kiểu tôi nói mấy ông đàn ông đừng bao giờ có cái chuyện em gái mưa hay chị gái mưa. Đúng rồi đó chị. Chị cái gì? Chị gái mưa có ai? Luôn. Thúy Nga. Sao hoài vậy? Thúy Nga, em có biết danh này Thúy Nga không? Là dạ. Chị gái mưa của anh Bin. Nó nghe là cô ấy nói không hề có gái mưa, gái ướt gì chứ. Là cái ngày đó là ngày chính thức là chưa chưa. Dạ chưa. Kể từ ngày đó đến bao lâu thì hai em mới chính thức quen nhau? Bữa đó là đám cưới của anh Lý Hải là vợ em làm. Vợ em mới đi chụp hình cưới, cái show đó là đi mấy tới mấy ngày lần. Thì em biết được thông tin đó, biết là sẽ tới có mặt ở tại Sài Gòn vào khoảng 4 giờ sáng. Thì em mới nhắn tin là em đưa đón. Thì trong quá trình em đi, là đang đi giữa chừng em nói em đau bụng quá. Em cần phải đi giải quyết cái vấn đề đau bụng của em. Và em hứa là do đó anh chỉ đi giải quyết thôi, không làm gì em hết. Lý do chính đáng mà anh. Mình cũng phải diễn với chị.
chắc in lấy phòng xong rồi em đi thẳng vô toilet luôn. Ngồi em đang bấm điện thoại cỡ 5 phút em ra. Bữa đó là mấy giờ sáng hay là buổi trưa hay buổi tối hôm sau em mới đưa bạn này về? Dạ chiều chiều. Chiều chiều, chiều mới trả về cho phụ huynh đúng không? Dạ. Chỉ có mời về nhà ở luôn không? Hốt chứ mời, bây giờ là phải hốt thôi. Từ hốt ghê quá. Đẹp quá mà, bỏ bao nhiêu công sức để cua mà. Cái này là chị Vân nói đúng rồi đó, đúng nghĩa là hốt luôn á chị. Đúng không? Là kêu em là đi về nhà, ý là đi xuống thăm mẹ của ảnh thôi, chở một hơi về nhà xong rồi kêu ở nhà, xong rồi kêu của chị á lấy chìa khóa ra ngoài nhà của em hút sạch sẽ đồ mang về luôn. Mà cũng không hỏi ý mẹ đâu nha chị. Khi mà mẹ thấy em hút cái hàng này về là mẹ ok liền không? Chứ chị là chị ok liền đó, chị thấy cái mặt dễ thương quá trời quá đất luôn. Thật sự thì mối quan hệ thì em cũng nhiều, nhưng mà thật sự đưa về gia đình thì chỉ có ba người thôi. Mà mẹ ưng là người mẹ ưng người cuối này cùng nhất là mẹ ưng cô này dạ. Có trắc trở gì không? Đúng không? Dạ nếu mà lúc yêu thương nhau thì quen, lúc thời gian quen á thì cũng không có biến cố gì, cũng chỉ là cãi vã lặt vặt, nhưng mà chỉ có là ở trong nhà chia phe. Tại vì thời gian em ở nhà chồng em lúc chưa cưới á thì cũng khoảng 1-2 tháng hả gấu. Một hai tháng thôi thì cứ mà ba chồng thì bên em, còn mẹ ảnh thì bên ảnh. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau. Hai phe. Tại vì hai phe rõ ràng luôn. Ba chồng em rất là thương em luôn. Mỗi lần mà em đi show là ba chồng em dắt xe ra, xách đồ lên, cắm chìa khóa để em chỉ việc leo lên ngồi và đi thôi. Mỗi lần mà chửi lộn là sáng hôm sau là ba ra sẵn cái ghế đá ngồi chờ sẵn em đó. Xong rồi ba kêu lại đây, ba nói nghe nè, nó tính nó như vậy đó, thôi con đừng chấp nó. Còn trong kia là nói là con trai tôi cưng vậy đó, mà nghĩ sao vậy vậy đó, là không là chửi lộn nó nhau. Sợ con trai bị ăn hiếp. Sợ con trai nó bị ăn hiếp. Mà nó khờ khạo. Cưng lắm anh ơi. Cái lúc mà về nhà chị em bị bất ngờ rất là nhiều. Tức là mình nghĩ là cái mặt như vậy mà đâu có đến nỗi mà gọi là bé bỏng mong manh dễ vỡ đâu chị. Về nhà câu đầu tiên em sốc nhất luôn, em dậy trước em đi xuống cái này nè. Mấy đứa im cậu ngủ. Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ chồng á. Để cậu ngủ mà chị biết ở trên lầu mà ngủ dậy xong á chị. Cái nè, cậu dậy mấy đứa. Trời ơi vậy hả? Trời ơi vậy luôn, rất là cưng. Có ai nhõng nhẽo mẹ không? Trời ơi nhõng nhẽo mẹ, nhõng nhẽo vợ. Đó em kể một cái hình. Ví dụ như thấy một cái hình hài như vậy mà nhõng nhẽo mẹ, tôi không biết là làm sao. Mẹ chồng em thì cũng cỡ cỡ chị Vân vậy đó. Đang đi làm ở ngoài đường, vừa gạt cái chân chống xe vô cái là thấy mẹ ngồi chạy xa vô, đưa chân coi nằm dài xuống luôn, gãi lưng, kêu gãi lưng đi mẹ, gãi đầu đi mẹ vậy đó. Cưng vậy dạ. Đã quá. Không phải một mình mẹ chồng đâu, tất cả các chị trong nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Là ảnh là con trai một? Dạ không có đâu, con trai út thôi. Ăn mà ai mà nói lớn tiếng nè, mấy đứa bay không được nói nghe chưa, để cho nó ăn để cậu ăn. Dạ để cậu ăn, mấy đứa không được nói. Tức là cậu để râu á, là cậu che đi cái sự mà nhõng nhẽo, cái sự mong manh dễ vỡ của cậu. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng một chàng trai thơ sinh trong lòng của mẹ đó, đúng không? Dạ. Anh trai của em á là cái hình nền đó ở ngoài á. Dạ. Có dữ dằn như em không? Anh trai em là lông chân còn không có luôn. Nói chung là em xăm nhiều tại vì công việc của em thôi. Em để râu nó là hình tượng em thích. Nếu thật sự bên trong em nó che đậy những cái gì nữa anh. Rất là yếu đi. Dạ. Không dễ nói. Nghe nè, hai em quen nhau bao lâu thì cưới? 3 năm hả gốc? 3 năm. Em kêu bằng gấu hả? Dạ kêu gấu đó. Chứ mà ví dụ mà lúc nào mà hai đứa mà kêu tới tên là lớn chuyện lắm rồi đó mới kêu tới tên. Sẵn đây kể luôn tật xấu của cậu đi. Cái giai đoạn mà chưa cưới á, là kiểu tụi em ở nhà khoảng 1 tháng mấy 2 tháng là bắt đầu là tụi em ra mở tiệm làm luôn, tới bây giờ là làm chung với nhau. Đúng nghĩa cậu luôn á. Là vợ take care mà. Rồi á hả, nóng tính nè, rồi khó chịu mà hả, xấu ăn xấu ngủ xấu đủ đường luôn. Ví dụ như mà em nấu cơm rồi chẳng hạn đi, mà về vừa nhà cặp cái xe xuống, vợ ơi múc cơm, đếm 1, 2, 3 chuỗi cơm ra đường mua ổ mì quất liền. Cậu nói cậu xỉu mới nổi. Cậu xỉu. Mà tuột giống quyết. Như là em đến mức độ bây giờ. Cậu không ăn kịp, đây nè đây cũng vậy. Đói là tuột quyết. Hoa mắt hoa mà. Xỉu đó. Dạ. Ủa xấu ngủ là sao? Xấu ngủ là kiểu giống như là mình tới giờ công chuyện mà làm là kêu đúng không? Không được tới mà dỗ nhưng mà kêu anh dậy là anh ơi, gấu à, kêu từ từ nha, không được kêu dậy nha. Nếu lỡ mà kêu mạnh thì sao? Ngồi dậy chửi luôn á. Ngồi dậy chửi luôn á. Không hết hồn á. Kiểu hết hồn á. Cậu vỡ tim. Dạ đúng rồi, cậu mong manh lắm. Anh này thì sợ độ cao, chỉ ngủ ở dưới nệm thôi. Dạ, giống như là em là con trai còn chồng em gái vậy đó chị. Báo đen, ông xăm báo đen chi vậy trời. Chị biết lúc mà ngủ á là hả, anh nằm bên tay
tay này, em nằm bên phải. Đang nằm ngủ á, rồi là đang nửa đêm ngồi dậy giả giữa cái bóp một cái. Vợ đau quá ngồi dậy hỏi sao. Nói không, mớ, ngủ đi. Đã ba lần em bị tới bây giờ, nó nói một lần nữa là cho ông ngủ riêng đó. Chị tưởng tượng là cái nệm em ở đây thì cũng chắc khoảng bằng tới anh quay phim á. Dứt em một đạp văng từ đây ra tới ngoài luôn. Trời ơi, em bị gì? Em đi quay phim á, mà quay phim cổ trang kiểu chiến tranh á. Tối em ngồi em edit clip á, cái em bị nếu nhảm trong đầu á, tối em ngủ bị ám ảnh. Cho nên mơ đúng không? Dạ, mớ em đạp biết rồi. Nhưng mà chẳng lẽ giờ nói xin lỗi em mất nét. Mất nét quá. Mất nét hết. Mơ ngủ tiếp. Mơ xong rồi đi lụm vợ. Mất nét. Lần cuối cùng là hả, lúc đó em mới sửa mũi. Tối đó dựng một cái đội phim là đánh đấm ghê quá, dứt em một giọng luôn. Giọng một cái đùng một cái đó. Xong cái còn ngồi vậy nói, may ghê á, anh đấm tay trái, đấm tay phải chết em rồi. Nhưng bây giờ còn không? Bây giờ không chị, bây giờ có baby nằm bên đó thì hả, ngủ là tự chắn một cái gối ôm thiệt là bự, xong rồi chồng thêm hai gối, xong chỉ khoác qua dịnh chúng vợ thôi. Dạ, để... Em là mấy bé? Dạ, em mới một bé nè. Một bé nữa. Dạ, 6 tuổi rồi. 6 tuổi, ồ, dạ. Cậu có gọn gàng không? Wow, không hề gọn gàng một chút nào luôn. Lúc mà quen nhau là bảnh tỏn như vậy, nhưng mà không phải trong trang phục này ha. Lúc về nhà tao nói quần đồ áo là xốc xa xốc xếch. Em mới nói là bây giờ anh đi ra đường sao cũng được, nhưng mà anh phải đẹp cho em. Tại vì anh đi ra đường anh xấu là người ta không có nói anh, người ta nói em không chăm anh, để cho anh lôi thôi lết thích. Mà chị biết mỗi lần em đi show á, xong nhắn những tin nè, đi cho lâu vô đi, về nhà như cái chuồng heo. Là chị tin lên nhà là hai lầu, là từ dưới là móc chị quần áo, móc từ dưới móc lên trên lầu, móc hết lên trên phòng nhỏ giả, giống như là mấy ngày trời cái tiệm mà đồ sida sao là vậy á chị. Xong rồi một lần em tức quá, em mới viết ở trong phòng em này nè, đứa nào bày đồ đứa đó làm chó. Em sủa luôn, em sủa luôn, không kệ đó, mất nét luôn, mất nét luôn. Công lao gầy dựng, dạ, xong cuối cùng vì làm biếng không chịu dọn đồ mà mất nét. Còn một tật xấu còn kinh khủng hơn là nữa gì? Ngủ dậy là không ai được đụng vô hết, ngồi thộn mặt ra luôn á chị. Tức là em thì kiểu như thấy trong nhà, anh dậy hả, ăn gì không, anh uống gì không, là quay qua xả cho một trận chửi xối xả luôn chị. Mà khó chịu mà nóng tính mà quát luôn hả? Là quạt luôn á. Lý do là tại vì hồn hay sao? Đúng rồi đó, ngủ dậy không hoàn hồn. Em làm việc nhiều quá em chưa reset được, mới ngủ dậy em còn bê. Hồn chưa nhập về. Hồn của cậu nó còn nhức nhè. Dạ đúng rồi, là ngồi im vậy đó. Ngồi thơ thẩn một tiếng, nửa tiếng, một tiếng. Xong rồi lúc đó muốn cái gì tự lại kiếm chứ đừng kiếm ảnh. À hay quá. Bây giờ đẻ ra bạn nhỏ cũng y chang, ngồi ngủ dậy cũng thộm ra vậy đó. Hai cha con ngồi thộm. Giờ em nói là em có hai đứa con, một đứa con á hả hai mấy ký, còn đứa con thì trăm mấy ký. Vậy là bạn nhỏ đi học á 7 giờ, vô học là phải gọi từ 5:30. Dạ đúng rồi. Mất nửa tiếng. Dạ nửa tiếng. Nửa tiếng ngồi thộm đã. Rồi bắt đầu 6 giờ bắt đầu mới. Dạ đúng rồi. Nữa, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cậu bật lại đi cậu. Tạo nét cậu. Thật sự thì phụ nữ người ta cũng có một cái tật lớn nhất là nói nhiều. Thì em cứ sợ nhất là đó thôi. Nói nhức đầu lắm. Mà nói nhiều mà có lèm bèm không? Đợi lúc nào em mệt á hay là em vui xen vô, giống như là không có nói một lần rồi không có nói liền, cứ gom lại một đống rồi đó. Còn một ngày đẹp trời rồi ngồi bươi ra nói hết luôn đó. Mà đôi khi có những câu chuyện mình không nhớ luôn. Dạ đúng. Có bao giờ vậy không? Dạ. Ghê lắm. Nhưng mà hai vợ chồng ai nóng tính hơn? Bạn này nóng tính hơn. Bạn này nóng tính hơn nhưng bạn này dễ nguội hơn. Còn em nóng tính hơn nhưng mà em không dễ nguội. Cái nóng tính cổ bạn cỡ nào? Bạn kỹ tính nữa đúng không? Dạ rất là kỹ luôn. Cái là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà em lại nhìn nó là khuyết điểm. Giống như là khi mà gây lộn với nhau đi thì em cần tranh luận để giải quyết vấn đề, nhưng mà em nói không, còn này ngồi im mặt kênh em không không nói lại. Tức lắm một. Dạ mình tức lắm. Lúc đó tại vì anh hiểu em rồi. Tức lắm. Dạ đúng rồi, thì em nói quá trời luôn, ngồi mặt kênh em là nhìn. Tại vì tiệm của em á gương rất là nhiều. Mỗi lúc mà cãi lộn chị hỏi em câu là em nhà gương nhiều, em thử nhìn cái mặt em trong gương, mặt em láo lắm luôn á. Em cũng không cãi lại luôn. Bạn này cứ sổ, bây giờ cãi lại chỉ có gào thét lên thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lúc bình tĩnh mà nói là ông kêu là quá chuyện rồi mà sao mà nói. Có thói quen đập đồ nữa, nhưng mà bỏ luôn rồi. Giờ hết rồi phải không? Có con cái tự nhiên em quy đó ra là sữa ra tả hết dám đập luôn. Cứ một cái điện thoại là mấy hộp sữa. Thực ra ông nào cũng tâm lý, ông nào cũng nghĩ vậy nè. Khi mà mình nói là vợ phải trả lời, đừng có im lặng. Ông nào cũng mong muốn điều đó. Dạ. Nhưng mà thực sự nghe, nó trả lời là cái cơn nóng em lên nữa, khơi nguồn yêu thương mà để nói tiếp mà. Có nghĩa là bây giờ nói tới cục đường rồi, bây giờ phải chờ đối phương nói một câu đặng mà tìm cái nguồn khác đi. Dạ, nói rồi, nữa là rồi. Bắt đầu là nó mở đường nữa. Nãy bởi vậy em mới nói nãy là cái đó là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà do cái tính em nó thành khuyết điểm. Rồi bây giờ em mong muốn Vi Trần thay đổi điều gì? Thực sự thì hai vợ chồng em cũng có
đôi khi cũng có xích mích nhưng mà giải quyết được hết rồi. Không mong muốn thay đổi, đừng kỹ tính quá, hay đừng có lèm bèm cậu quá, cái tánh cậu vậy rồi. Không, giờ em quen luôn cậu... rồi. Khi không lèm bèm thì không nói. Dạ đúng rồi, giờ quen luôn rồi. Rồi giờ Vi mong muốn cậu thay đổi gì? Em cũng không muốn chồng em thay đổi gì đâu. Nếu mà chồng em không vậy thì em không chọn chồng em. Bản tính của em cũng cá tính, cho nên em phải kiếm được một người nào phải cá tính hơn em mới được. Chứ còn mà ví dụ một bạn nào mà hiền quá chắc không ở được với em đâu. Còn nếu mà để thay đổi thì công việc của vợ chồng em á, hai đứa em như là mặt trăng với mặt trời á, để có một bữa cơm ăn chung thì chắc khó lắm. Em chỉ muốn là sắp xếp làm sao để có hai vợ chồng mà có thể mà dành cho nhau nhiều thời gian hơn thôi là được. Kể cả con em cũng vậy, như bình thường á, con nít người ta á, là cuối tuần được đi chơi, còn con của tụi em á, sẽ được đi chơi vào những ngày bình thường. Thực sự á, giống như chị á, chị muốn mà để cho một cái khi mà gia đình á, mà gom lại về thì là chị phải sắp xếp giống như cái lịch của nó là cả năm á. Mình sẽ theo lịch con, bây giờ con em nó mới 6 tuổi, nó chưa đi học. Dạ. Cho nên là mình còn đỡ nha, chứ mai mốt là nó đi học là mình phải theo lịch của nó. Dạ đúng rồi. Bắt đầu mình sẽ canh cái dịp nghỉ hè, tụi em phải lên kế hoạch đó. Dạ. Nghỉ hè như tụi chị bây giờ cũng vậy, lên kế hoạch hè của nó để mà gác chuyện của chồng, gác chuyện của vợ. Dạ, để đi rồi. Theo nó. Dạ. Thì nó là cái điểm chung, cái điểm kết nối của tụi em đó. Dạ. Chứ ai. Bởi vậy lúc mà đám cưới á, là lúc mà biết tin là em có con á, là bạn này nói là bây giờ một là em chọn sự nghiệp, hai là em chọn gia đình. Thì em mới nói là không, em chọn cả hai. Thì bạn này tuyên bố là nếu em chọn cả hai, em phải đảm bảo được cho con. Thì em hãy lo tới công việc của em. Em nói sure, ví dụ bây giờ em đi làm được 10 ngàn, hết 9 ngàn lo cho con, 1 ngàn còn lại em vẫn đi làm. Tại vì em không thích ở nhà, em không thích chỉ lo lẫn quẩn trong nhà. Đúng rồi. Với lại bây giờ, thời buổi bây giờ mà nếu mà một người đi làm chắc chắn bằng hai người đi làm rồi. Ít nhiều gì nó cũng đỡ ở phần nào. Đó là cái mà hai chồng em cãi lộn nhau nhiều nhất luôn á. Thì nhưng mà bây giờ ổn chưa? Dạ ổn chứ, trẻ lộn biết không phải có điểm chung thôi. Đó thôi, vậy là chúc mừng vợ chồng em. Chúc mừng hai vợ chồng rất. Cảm ơn cậu với cảm ơn mợ đã đến tham gia với chương trình. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên của ngày hôm nay. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng, em sinh 1986, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, đi người đó. Dạ. Công việc gì, dạ. Nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Mình là tài xế cho xe của mình hay là cho một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải luôn. Dạ. Wow. Giải nắng dầm sương. Xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi. Em đang làm sale bên tài chính. Lần đầu tiên người anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào? Hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á đẹp gái quá, mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen. Cứ lâu lâu á cái thấy được bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, ai ngờ dưới Bình Dương lận. Hồi lỡ thích rồi. Thì xuống Bình Dương uống. Xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Lúc đó chưa có làm tài xế với chị. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống. Bao lâu rồi Tân? Năm 2016. Cũng 5 năm rồi. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Thôi. Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi gì vậy á. Em chạy xuống luôn. Nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẻ. Mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi bây giờ thằng Trả ngưng lại xíu. Em lần đầu tiên em gặp thằng Trả thì em thấy sao? Đi uống cà phê á mà đổi cái kết á, lụp sụp y giống như là dân ăn cướp hay là ăn trộm. Em mà đi xuống là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó, nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác rồi chị, đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền, tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ.
bồ sao? Đẹp trai lắm nha, anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn luôn nước ngoài đó. Dạ, mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á, trời ơi rồi. Như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai của luôn. Đẹp trai lắm. Mà em có từ bỏ ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, nghĩa là mình làm bạn, chấp nhận là tình đơn phương, tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Ví dụ như cô đó cần cái gì, chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự cái gì chi kỹ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho cổ chia tay, đúng không? Rồi sao tâm lý luôn à? Đúng không? Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi, cuối cùng chia tay thiệt luôn. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Bạn này á thì hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Em biết, em vô mang ủi. Đó là tấn công đúng không? Không có dám. Thế kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Mình âm thầm mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhờ em xuống em muốn cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Nhờ em xuống em muốn cà phê, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Chia tay rồi dẹp quán nữa. Lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở, rồi tụi em cũng đi chơi chung. Lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Lúc chia tay anh đó thì là có làm bạn với anh này rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú dẫn đi chơi xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe. Xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? Cháu vô mánh chú rồi. Chú đã không chết luôn. Đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa thương thương theo kiểu gì thì cổ cũng không nói. Một thời gian sau, trước khi cưới năm 2019 30/4 á, em thương quá rồi thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới giả bộ em nói á, về một cái người nào đó đó là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á. Kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á. Ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao đâu. Nói bây giờ 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi, tụi mình sẽ là một cặp. Nghe lúc đó ủa sao quan ngại. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao, cặp là cặp gì? Thì người yêu thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Cổ nói có thích rồi đi chơi. Đi đâu? Đâu có đi không? Dạ đi chứ, lễ đi liền. Lần đầu không, tiên cái đó là đi là đâu? Vô tình thôi, lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy. Mà chị dâu á kêu là để chị vô chơi, mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Chú. Mà đi đâu? Miền Tây. Mà Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ. Em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Thì có ở lại đêm rồi không? Qua đêm chứ. Nhưng mà chưa chịu đi. Nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Thì em mới dụ, thôi thì mình thuê hai phòng đi. Bạn này cũng như tin em rồi, đâu biết em quỷ ma đâu. Đâu biết em quỷ ma đâu. Đi heo đi chơi cái xuống khách sạn, mướn hai phòng. Nhưng mà em fan với lại ông Lễ Tân á là nói hết phòng còn có phòng. Thôi, lấy phòng lên phòng có một giường thôi, không có phòng hai giường nữa. Một giường, em dẫn cô vô nó thôi giờ hết phòng rồi, tối rồi. Có gì em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất. Xong rồi vô, mẹ thấy nói ủa ở này có hai cái giường nè, tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười, cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá, nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó. Ý nghĩa cái ghế đó. Mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn, hai đứa thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ, mình thương nhau đến già nha, mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu, cái lại nằm, xong rồi gạo nó ăn cơm. Là đêm đó luôn hay là qua đêm sau?
ở có ngày à, tại vì làm nữa. Ờ, xong xuống là đêm đó luôn, đúng không? Chị tới là tới luôn. Cuối cùng là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Ở gạo trắng nước trâu. Gạo trắng nước trâu. Mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó khó nào. Cấn đúng không? Ở đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Gọi là giường, cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường không có em á. Đó rồi, đúng chính xác là cái ghế em. Sao này biết, đúng lúa luôn. Hồi nào đó đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ còn gì cũng cháu nữa. Giận em. Giận em, cho đâu. Nhưng mà do em năng nỉ quá quyệt à, em quỷ quyệt á, thương nhau tới già nghe em. Thương nhau tới già nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Giận về đầu chia tay em luôn. Em gái dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu. Kiểu như là không có quen. Với lại nghĩ cái này chắc là gì, kiểu như qua đường thôi. Không tin nghĩa được là cái miệng. Anh này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi. Đúng giận rồi, sau đây bỏ mình với Cần Thơ luôn. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận có ngày thôi, rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi theo năn nỉ, em xuống dưới trời nắng chang chang á, vừa xuống mời em ăn bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Rồi nói nghe nè, sau cái bữa đó là bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà. Cao thủ bằng tranh thủ thì hạ thủ di tường cuối cùng ăn nỉ cưới liền, đồng ý á. Người ta giận Tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quốc ngựa truy phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì, đúng không cưng? Nhưng mà cầu dạ, cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa luôn. Tại lý vì do em kiểu như là sợ lấy chồng, chứ có tự tin lắm. Sợ lấy chồng về rồi không, không có được do như bình thường á. Kiểu không được đi đâu đi đó, chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương quá rồi. Tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Khoảng 1-2 tháng sau á. Lúc đó 30/4 chị. Là đám cưới là 27/8. Cũng nhanh đó. Mấy tháng? 28/7. 28/7. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Mấy tháng vậy? Dạ em 6 tháng rồi ạ. Wow, như vậy là hai đứa lấy nhau mấy năm thì mới có. 2 năm thả dính liền. Ồ. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm. Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Em xuống nhà lần đầu tiên, đâu dẫn ai về nhà đâu, hồi xưa đến giờ cưới rồi dắt em về nhà. Trời ơi, ba mẹ mừng lắm luôn, mừng lắm. Em thấy sắn lên giống như là dạ được. Em thấy trời, em thấy em có giá ghê, thấy em có giá ghê. Nhìn bà già vợ dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, sắn. Cảm ơn bà già vợ không? Cảm ơn bà già vợ. Dạ nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này, con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con, là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng người vợ con ngày hôm nay, là một người con gái cực kỳ tử tế, đoan trang, thì là rồi mày. Bây giờ đến phần thứ hai luôn nè, lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Tháng 7 này mới tới 2 năm đó chị. Về nhà rồi anh này anh có tật xấu gì không? Có cái ông bạn kéo gỗ. Nó em thì cái tính cũng khó ngủ, cái gỗ mà em đẩy ra ngoài xong rồi chút xíu nữa cũng sắp xếp lại xong rồi ghé bên tay kéo gỗ vậy đó. Dạ rồi xong tiếp theo á là đi chơi với bạn đó chị, là có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng, cái hai người cứ thổ thị nói xấu vợ không, mà em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Nói xấu vợ là nói xấu em. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Tôi chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Rồi có chừng ổng là trà xanh em, đó. Đúng rồi, em còn là trà xanh. Em còn nghĩ để ý cái tay tôi nè. Để ý cái tay tôi nè. Đúng rồi chị. Chia rẽ đó. Hiểu không? Khiền trả nhảy vô đó. Tại vì chơi với nhau mấy năm rồi
ông này này chơi với nhau 7 năm rồi em ủa cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn vậy. Hỏi thẳng luôn. Em người tạt nước sôi em luôn vậy. Ủa hai ông BD hay sao mà suốt ngày nó lén vậy? Dạ. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà em có... mỗi lần mà em đi chơi chung lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Không thích. Là ổng không thích lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi là y thị rồi. Là... Đó. Nhưng mà nói nghe nè, em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn á, không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè. Hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em á, hồi xưa lúc mà chưa quen á, đi chơi chung á là em thích hỏi về mấy cái vấn đề mà cái tình cảm của cái người đó lắm, để cái người đó tâm sự. Đó, em thích hỏi về những cái vấn đề bạn trai của cổ làm sao á, dù cổ có chuyện buồn hay gì á, cổ nói chuyện với mình để cũng như chút hết cái gánh nặng muộn phiền gì đó. Thì em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt của nó lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹo cho nó chọc nó bực hoài. Nó giả bộ nó nhỏ vậy đó, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự có đâu nói gì đâu đó. Cái ghẹo về tức là cái vấn đề người bạn trai đó. Cái bạn kia cũng cũng thừa nhận là vợ em xinh đúng không? Dạ. Vậy là coi chừng ông này ông trà xanh cả hai luôn. Không, bà thì bà không có thích đó, bà không có thích đó. Mình nhắc về cái người đó hoài. Em hiểu sao nữa. Thì mình tại vì sợ mất em đó. Sợ mất em chứ bạn trai không em mà, đó. Tại vì nói xấu nhiều quá, nó nói mà em không có biết cái nội dung của là gì. Chỉ biết là cứ chỉ vào là em. Là chọc em đó, đúng. Nãy em nghe nói chọc hả? Chọc em. Đó. Tức là nói mỗi lần cái mặt em mà giận là mặt em rất là dễ thương. Thành ra là hai ông hùa nhau để cho cái mặt em gậu xuống á, để nhìn gió đã, hiểu không? Như vậy là phải coi lại cái anh kia nha. Anh kia là coi chừng là không biết thích chồng hay thích vợ nha. Mày tâm lý ghê luôn. Mà nhiều khi á, tại vì anh kia anh khoái cái kiểu mà tâm lý luôn, cái kiểu mà khoái nói chuyện mà em nói cái mỏ em á, cái hơi của em phà vô cái lỗ tai vô cái gáy của em. Đúng không? Là em lại đang phân tích vấn đề trà xanh đàn ông à? Chị là đang phân tích cái vấn đề trà xanh là phụ nữ đó em. Trời ơi, vậy đó hả? Ừ. Thôi nữa tao lại tại thôi. Chưa quen ai mà. Bên kia chưa có bạn gái luôn. Thôi nói chung là mai mốt thôi đừng nói nhỏ nữa. Sao em không kiếm bạn gái cho giùm cho cái anh đó? Em kiếm hoài á chứ. Giới thiệu mà giống như không hợp á. Trời, em kiếm mấy đứa cho nó. Mấy đứa bạn gái nó quen rồi em làm ai không á? Vậy đó. Em cũng mà không có, cuối cùng cũng không có thành. Không có đi đến đâu luôn. Em nói nặng bóng vía mà. Nhiều khi cái vía nó nhẹ quá em ơi. Cái vía nhẹ mới không có dính. Vía nhẹ. Vía nhẹ múa vong múa gì đó không à. Dạ. Không có dính nha. Dạ. Rồi bây giờ thêm cái tật xấu nè. Còn tật xấu gì nữa không nè? Dạ. Mấy ông tài xế mà ông dẻo miệng lắm đó. Đúng rồi, có hay thả thính tầm bậy bạ không? Dạ. Rồi chị gợi mở đúng luôn, đúng tâm lý. Em thấy lướt Facebook hoài à. Ừ. Em thấy hay like hình mấy nhỏ đẹp đẹp á. Like dạo đúng không? Đúng rồi chị. Mà em mà phụ nữ mà thấy người ta đẹp hơn mình á mà like là không thích rồi. Có mưa chuyện, đúng không? Còn mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó. Chị không ghen sao được. Trời ơi, vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang trong comment. Cảm ơn em đã khen chồng chị. Đúng comment nè. Thầy. Cái gì em còn chị nhớ là mai mốt á, khi nào em thấy mấy cái like đó, em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chung nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn. Comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai. Chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự vậy động đó. Bạn kia unfan không này đúng luôn. Rồi mà chụp cặp vậy đó, hiểu không? Đó mà mình cao tay. Nhiều lắm. Cái mạch nước luôn ạ. Xong rồi. Còn có còn gọi điện người yêu còn gọi điện vô Facebook nữa. Vậy á. Hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Kêu nhỏ đó hồi xưa quen đó. Nó bỏ chồng rồi, hồi xưa nó không thích anh. Ủa sao giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ôi em giật mình luôn á. Trời ơi. Là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em cho nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì. Bạn được. Không. Né đi hả chị? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi.
Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì với mình, né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Cái đó là lâu rồi. Không, nhưng mà qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ nói chung là cái vấn đề mà bạn gái comment hay là gọi điện là hình như là không có, không biết ở sau lưng có gọi không. Không gọi đâu, người ta thiệt tình lắm. Dạ, gọi gì còn tật xấu gì nữa không? Lướt Facebook nhiều nè, rồi gì ta? Có hay khen gái đẹp? Đúng giờ rồi. Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á, ôi sao này đẹp quá vậy, da đẹp, bị lên da đẹp quá ha, nó càng lớn càng đẹp ha, này kia nọ, em khó chịu lắm, khen trước mặt em vậy luôn. Nhưng xã giao quá. Nhưng mà có hay khen dở không? Dạ. Dạ khen thì có khen đó, nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được đúng dạ, không? Đúng rồi. À, rồi chút nữa thôi. Không, sẵn. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là sao ta? Vô hại, không thực sự cái đấy ha. Nhưng mà nói chuyện điện thoại Facebook với người yêu cũ là không nên. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề khen những người phụ nữ mà trước mặt của vợ mình á, khi có mình á thì là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Yeah. À, ví dụ nha, chà, ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi á, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy, còn đổi vô nhẹ câu hơn, là khác. Yeah. Liền cục diện thay đổi liền. Ừ, hiểu dạ, không? Dạ, dạ, dạ. Nhớ nghe, nhớ nghe, tâm lý nghe, tâm lý nghe. Đừng nói trà, lâu ngày gặp lại đẹp quá, đẹp hơn vợ tôi nữa. Quá mệt cái gặp. Chả mà chả chọi chọi chà đơm tới tóc luôn. Đó. Chả lau nhồi đúng không? Chả lời chọi lần nè. Đó. Rồi. Còn gì nữa không nè? Chắc hết rồi. Hết rồi. Cái đó là hết rồi. Không, chỉ bị dính mấy cái nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi, cái đó nhẹ nhàng, tật xấu nhẹ nhàng. Hoàn hảo quá. Người đàn ông hoàn hảo quá. Rồi bây giờ tới em nè, đó. Bây giờ vợ em sao? Có tật xấu gì không? Nếu mà thật sự mà nói thì tật xấu của vợ em thì em nghĩ là cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Em không thấy tật xấu gì. Nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không nhờ? À, cái đó không xấu, cái đó là tật của người ta. À, tiêu hóa tốt vẫn nhiều nha. Lắm em ơi. Mà tế nhị lắm nha. Em có xem Trình Vợ Chồng không. Son, em thấy là nhiều cặp lắm. Dạ, mà không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. À, trời ơi. Có nghĩa là lép đúng không? Lép. Lép nhưng mà tế cái sức luôn. Công phá nó quá quá lớn. Quá cao luôn. Em còn phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Em là cũng chúa trẻ, chúa chùm luôn á, cái chủ luôn. Làm không lại luôn. Là một cái. Nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Thật xấu. Cô này có cái tính là hay kiểu là hơi hờn mát thôi. Hay hờn mát hỏi chút khóc. Hỏi chút đó, là khóc tại luôn. Tại vì khen đó. Khen phụ nữ đẹp trước mặt. Dạ, cũng người giống ta bị chạnh lòng. Cho nên sau này là khen mà phải thọn liền cái câu kia. Nhớ chưa? Nhớ nha. Dạ. Chút đó. Tập lại đi nha. Rồi. Còn gì nữa không? Có hay cầm ràm, có hay cằn nhằn là em... Có khi em đi xa này nọ đúng không? Dạ thì cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen. Với lại cổ cũng cái kiểu giống như là quen nhau mà cũng như là thương nhau mà ràng buộc mình quá, cũng như mình mất, mình cảm thấy ở thời điểm đó đó, mình cảm thấy là mình và người chồng mình mất tự do. Nhưng mà đến khi mình nghĩ lại á thì ở nhà chơi vợ cũng vui. Tại vì mình đi chơi với bạn hay với lại mấy người ngoài đường á, thì nói chung thì em cũng may mắn gặp tất cả những người bạn của em đều là những người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mình gặp nạn thì nói chung người ta cũng hỏi thăm một vài câu thôi, đúng không? Cuối cùng thì cũng vẫn là vợ mình. Cha mẹ mình thôi đúng không? Cha mẹ mình đó, bên cạnh mình vợ mình, cha mẹ, đúng rồi. Mấy ông đàn ông là vậy đó, lúc mà khỏe mạnh thì bè bạn nhiều lắm, đâu có chuyện gì, chỉ có ông vợ già cái bên thôi chị... Thì đó, mình mới thương vợ thì có chính xác. Trời, em nói anh nghe, cũng vì em cái tính đó mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á đó, cổ hay khóc mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Mình cũng xém chia tay mấy lần là vì cái tật khóc đó thôi đó. Nhưng mà hồi đó lúc mới cưới về còn mỗi lần cổ khóc như vậy á thì là em thể hiện như thế nào, em phản ứng như sao? Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Em bỏ đi, có lần em bỏ đi cả một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng. Thôi bây giờ mình bỏ luôn đi, mình bỏ, mình làm lại từ đầu. Mình nghĩ là mình đúng, nhưng mà sau đó cái
qua ngày mai em về á, thì cổ mới tâm sự lại với mình á, là đêm qua em giận với anh, cái xong rồi cái anh hỏi em không trả lời, có nghĩa là không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ tại vì em nãy em đi ngoài đường á, em đi ngoài đường em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hồi á, cái tự nhiên ta kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn á, nếu mà không nghe ta kêu là xe tải nó hốt em rồi. Cho nên em sợ lắm, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều, rồi lúc đó tự nhiên cái hối hận có lỗi, đúng không? Hối hận đấy. Bởi vì mai mốt chị nói em nè, vợ nó ghen lắm là cũng có lý do, không phải tự nhiên nó ghen, đâu có ai khùng mà tự nhiên đi ghen, đúng không? Thứ nhất là em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa, rồi đúng không? Chứ em đi làm vợ đâu đi theo được, đúng không? Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, mai mốt cứ em nói trời ơi, da trong này đẹp dữ gì, trời ơi, nè giống vợ tôi nè, da càng ngày càng đẹp, không biết sao mấy bà giờ xài gì đẹp dữ vậy, ví dụ vậy, lúc nào cũng phải khen vợ nữa. Đó, nghe không? Nghe. Tâm lý đúng không? Tâm lý nha, tâm dạ, lý nha. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Mong muốn gì? Hình như em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Đó, với lại bớt đi với bạn mà nói xấu nhỏ nhỏ đó. Em không thích. Rồi mong muốn chính xác. Có cái gì là ngồi cách xa nhau, coi như là một sải tay. Em ngồi bên này nè, em ngồi hai người ngồi bên này nè. Đấy, đó, người hai người đó có khi ngồi gần nhau luôn á chị, xong rồi. Tại vì thật ra là chọc em. Dạ, bản chất của câu chuyện là chọc em. Vấn đề là lúc đó em đâu có biết là chọc em vấn đề gì. Giận luôn á, giận á, định là xóa Facebook của em á, mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. giống như em suy nghĩ không biết phải là càng ghét nhau tự nhiên càng nhớ về nhau không, không biết phải không, không lý không? Rồi thôi bây giờ nè, mong muốn đó coi như là mong muốn đó là hợp lý, đừng có nói nhỏ nữa mà tôi cũng mong muốn cái điều đó nữa. Hai thằng đàn ông mà suốt ngày cứ nói nhỏ nhau kỳ lắm. Đúng rồi, thấy không? Rồi bớt lướt Facebook lại. Bây giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì hả? Em hả? Em muốn vợ em mà bớt khóc đi một chút. Tại khóc nhiều khi mốt tâm lý, cũng như cái kiểu như là buồn phiền á, dễ sinh bệnh. Rồi như và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi vợ lần khóc. Khóc là khó thở à. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài á. Đúng vợ rồi, mà quạo mai mốt đẻ con ra mặt quạo đeo, nhiều khi nhóc nó còn ghét mình luôn. Thôi giờ chồng bà cười đi đó, nghe. Cho nên với là em cũng vậy, đừng bớt ủy mị đi mốt. Bây giờ mình phải làm mẹ rồi. Đúng rồi, làm vợ rồi. Bây giờ phải làm mẹ rồi, cho nên mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho con của mình, hiểu không? Mình là người đàn ông quyền lực, trong mình phải thể hiện mình là người đàn bà quyền lực ở trong gia đình mình. Không, tiếng trước tiếng sau cho ăn bập tay liền. Có một cái nguyên lý mà rất đúng và rất chính xác, cha đẹp mẹ đẹp thì chắc chắn không thể nào đẻ con xấu. Cha vui mẹ vui thì chắc chắn đẻ con nó sẽ vui. Cho nên anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ của nó. Rồi. Cảm ơn hai đứa he.